Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Rồi Giờ. Mình là viên tàu lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Hiện tại bây giờ là 18 giờ. Giờ sân cầu tre Huyền Thoại, đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo kỳ 1.2, vô hàng và vô hàng. Tiếng chương hình ông Kính Lâu Lâm là Phước Tim, đến từ Tân Trụ Long An. Đồng đội của tài nhỏ Chậm Dên Chuối Bình Dương. Còn bên kia là Gã Đầu Bạc và Hon Lào. Hai bên phát bằng kỳ. Kèo này đang vô hàng và vô hàng. Đánh 12 điểm tới, để làm quay nửa set sau cho các bạn xem nha các bạn. Quá khó vừa rồi cho Phước Tim. Quá lẹ cho Phước Tim, do ga, ôi cơm. Thật sự phá bóng vừa rồi quá hay cho Phước Tim. Và một pha giò gà cho Gã Đầu Bạc bên kia. Nhiều phớt. Tỷ số tại giờ là 6 đều. Còn đây là Gơ Tây và Săn Lửa, cặp bài trùng của sân cầu tre. Gơ Tây, Săn Lửa. Đây. Sáu đều. Hiện tại Đại Lâm đang có bán những chai Lip Pro nóng lạnh. Chai lạnh dùng để xịt tan máu bầm, giảm đau tức thì, để chơi thể thao tiếp tục như các bạn khi chấn thương nha. Còn chai nóng là chai xoa bóp trước khi thi đấu, làm nóng. Đấy, 135.000 một chai. Còn chai đau vai gáy, xoa bóp đau vai gáy, 145.000 một chai. Bóng ngoài, 76.000 về cho Phước Tim. Zalo 0933 295981. Zalo của Đại Lâm nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Vua Rồi Giờ và mua hàng Lip Pro. Tỷ số tại giờ là 7-6. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. Bóng ngoài 7 đều. Bóng ngoài. Bảy đều. 12 điểm tới. Quá khó chịu cho cú phát bóng của mình của Gã Đầu Bạc. Lại là Phước Tim kia bóng ra ngoài. Bóng tốt hả? Bóng tốt các bạn ơi. Bóng trong. 8-7 đang như vậy cho Phước Tim. Quá khó cho Phước Tim phá bóng gì rồi. Lại là Hon Lào kỳ bóng ra ngoài. 9-7 ngay về cho Phước Tim. Tỷ số tại là 9-7 đang nghiêng về cho Phước Tim. Happy win hả? 9-7. Phước Tim phát bóng chí thật trên cao. Quá cảm giác.
quá khó dò gà cho gã đầu bạc. Ôi cơm, 8/9. Một bà quá tự tin của gã đầu bạc bên kia. Gã đầu bạc bên kia cũng U50 rồi, không nhỏ nha các bạn. Tám trên. Quá khó pha bóng vừa rồi của Phước Tim. Bóng ra ngoài, 9 đều. Một pha cố gắng cứu vừa rồi của Phước Tim. Quá khó cho Phước Tim. 9 đều. Các bạn hãy chờ xem mấy quả cuối này ai sẽ vào bờ nha các bạn. Một pha giật bóng quá hay của Phước Tim và một pha cứu bóng quá hay của Gà Đầu Bạc. Quá hay, quá hay. Một pha trả đòn quá hay của Phước Tim vừa rồi. Thật sự quá cảm giác pha bóng vừa rồi của Phước Tim. 10/9. Pha bóng vừa rồi quá hay cho hai bên. Và cuối cùng Phước Tim là người chiến thắng pha bóng vừa rồi. Thật tuyệt vời. Tỷ số tại giờ là 10/9 đang nghiêng về cho Phước Tim. Mời trên. Lại là phát bóng chiến thuật của Phước Tim. Quá hay, quá hay cho Phước Tim. Phước Tim thật sự rất lẹ. Một pha giật kỳ không thành công của Phước Tim gì đây. Một pha giật kỳ không thành công của Phước Tim. Những cú giật này các bạn còn nhớ 2013, Long Kỳ từng tại sân đây. Long Kỳ từng giật những quả kỳ như thế. Lần đầu tiên Long Kỳ bước vào sân cầu tre này. 2013 cũng tại sân này, Long Kỳ xuất hiện lần đầu tiên với những cú giật cú móc của mình, mang thương hiệu ông vua kỳ cho đến thời bây giờ. Còn hiện tại bây giờ các cầu thủ cũng học hỏi tập theo những cú giật, nhưng thật sự không đẳng cấp bằng Long Kỳ. Đang tiếc cho Phước Tim một pha bóng quá đơn giản. 11-10 nghiêng về cho bên hai. 11-10. Đang tiếc một pha bóng quá bình thường vừa rồi. Phước Tim đã ghi bóng ra ngoài. 11-10. Dò gà quá hay. Thật sự gã đầu bạc quá hay pha bóng vừa rồi. Một pha phát gài bóng quá tuyệt vời. Và một pha dò gà. Một pha quá hay. Xin chúc mừng bên đây. Xin chúc mừng bên đây. Đây là gã đầu bạc của U50 rồi. Nhưng thật sự rất ghê. Rất đẳng cấp pha bóng cuối cùng vừa rồi các bạn thấy không. Phát bằng kia rất khó chèo. Mặc dù Phước Tim rất lạ. Xin chúc mừng bên đây vào bờ an toàn pha bóng này. 12-10. 210 tên lửa.